Xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo mình. Video này chia sẻ cho các bạn một cái dự án iDrop miễn phí anh em nhé. Cái dự án này thì anh em làm ngay cho mình nhé. Và đây là cái dự án mà các bạn có thể kiếm được rất là nhiều cái đồng MO này. Cái đồng này thì các bạn sẽ kiếm miễn phí rất là nhiều nhé. Ngoài ra ấy, thì các bạn sẽ được khai thác miễn phí ở đây anh em nhé. Rồi và tiếp tục các bạn kéo đây, các bạn hoàn thành hết cho mình. Ngoài ra thì cứ sau 24 giờ các bạn sẽ vào đây, các bạn nhận miễn phí cho mình một lần nhá. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn để cách các bạn có thể rút những kèo iDrop miễn phí này. Là ở trên cái dự án này nhá, nó sẽ chưa có nạp tiền này. Nó sẽ chưa có nạp tiền. Các bạn có thể thấy 13 ngày nữa nó mới cho mở cho các bạn nạp tiền nhá. Và rút tiền thì cũng sẽ là 13 ngày nữa. Đấy. Còn quy đổi này, các bạn quy đổi cái đồng MO này sang USDT cũng là 13 ngày nữa nhá. Thì bây giờ anh em kiếm cái đồng MO miễn phí này cho mình, đúng không? Và các bạn kiếm miễn phí rồi thì các bạn sẽ phải nâng cấp cho mình nhá. Tại vì mình đã chơi rất là nhiều app rồi. Là nó phải nâng cấp lên level 1. Ít nhất là level 1 thì nó mới cho các bạn rút tiền nhá. Nên là cái thời điểm mà nó đang cho anh em kiếm miễn phí này thì khi mà đủ min, đúng không, ví dụ như ở đây là 1.100 là các bạn sẽ nâng cấp luôn lên cho mình, hoặc là 10.000 đây, 10.000 là các bạn sẽ nâng cấp luôn lên cho mình nhá. Để mà anh em có thể sau này anh em hút tiền, anh em không phải nạp USDT vào để lên never nữa đấy. Vì sau này khi mà nó đã quy đổi và cho nạp rút rồi thì là các bạn nên level này các bạn sẽ cần phải mất USDT nhá. Có nghĩa là các bạn phải nạp vào. Nên cái thời điểm này anh em sẽ chơi luôn cho mình và còn 13 ngày nữa thôi. Có những kèo rất là ngon mình đã rút, những cái kèo làm iDrop này thì mình đã rút lên đến hơn 100 đô miễn phí anh em nhá. Mình không nạp bất cứ một đồng nào. Đấy, nhưng mà các bạn phải biết cách chơi. Biết cách chơi thì cái kênh của mình chia sẻ cho các bạn những cái cách để các bạn chơi nó hiệu quả nhất mà anh em không phải đầu tư. Có nghĩa là bây giờ anh em sẽ đăng ký luôn tài khoản cho mình. Có thể đăng ký bằng email hoặc số điện thoại. Ở đây, sau đó các bạn chọn đăng ký cho mình là được nhá. Và sau khi mà đăng ký thành công, các bạn đăng nhập vào cho mình ở đây. Đăng nhập vào thì anh em sẽ khai thác cho mình nhá. Các bạn được thêm một cái phòng quay. Ở đây thì mình đã quay rồi. Và các bạn sẽ khai thác thêm cho mình này. Các bạn sẽ khai thác hàng ngày cho mình, và khi mà đủ cái đồng MO này thì các bạn sẽ vào cái mục nâng cấp này, các bạn nâng cấp luôn lên cho mình nhá. Đây, bây giờ nó đang cho lên VIP 1 là chỉ cần là 1.100 cái đồng MO này là các bạn đã có thể nâng cấp rồi, nên là các bạn sẽ nâng cấp luôn lên cho mình để sau này mà khi mà anh em đủ min rút ấy thì anh em sẽ không phải nạp USDT vào để nâng cấp nữa anh em nhá. Đấy là cái cách chơi mà nó hiệu quả, và mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn những cách chơi nó rất là hiệu quả để anh em có thể tham gia. Ở đây các bạn có thể thấy rất là nhiều người đã và đang kiếm cái đồng này, và 13 ngày nữa thôi anh em ạ, chỉ 13 ngày nữa thôi là các bạn sẽ rút được USDT nhá. Ngoài ra thì cái mục nhiệm vụ này thì anh em nên làm hết cho mình nhá, nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn vào đăng nhập hàng ngày, rồi điểm danh hàng ngày, rồi theo dõi nhóm Telegram, WhatsApp, hoặc là theo dõi nhóm trò chuyện. Đây, mình đã hoàn thành hết đây. Đây các bạn có thể thấy mình hoàn thành hết và mình đã nhận rất là nhiều cái đồng MO này anh em nhé. Đấy. Còn ngoài ra thì các bạn, đây là những nhiệm vụ khó hơn một chút. Thì cái nhiệm vụ này anh em sẽ cần đi chia sẻ nha. Chia sẻ ấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình vào mục đội ở đây. Ở đây thì các bạn sẽ sao xếp cho mình cái liên kết này và chia sẻ cho bạn bè. Thì có người theo cái link của bạn chơi, các bạn sẽ nhận được cái đồng MO miễn phí và người ta cũng nhận được miễn phí, chẳng mất cái gì cả. Anh em còn được rút cực kỳ là ok nữa. Nên là anh em chơi luôn cho mình ở cái thời điểm này anh em nhé. Ok, thì đường link mình sẽ để ở dưới phần mô tả và bình luận của video. Và 13 ngày nữa thì mình sẽ lên một cái video hướng dẫn các bạn quy đổi và các bạn rút anh em nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.